Vâng, xin chào anh Hiếu. Rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đã nhận lời mời đi chơi cùng với anh em xe, và đặc biệt là hỗ trợ cho anh em mượn chiếc xe này là chiếc Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium anh mua là năm 2018. Trước khi mà hỏi anh những cái thông tin về chiếc xe này, về việc anh lựa chọn, về việc anh sử dụng vận hành nó ra sao, thì em muốn anh giới thiệu một chút về bản thân mình cho các khán giả mê xe được biết hơn về anh. Chào Mạnh Linh, chào khán giả mê xe. Mình là Hiếu, mình 28 tuổi, hiện giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Vâng, anh Hiếu hiện tại anh đã U30 rồi và đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ôi, quay trở lại với chiếc xe này thì cái thời điểm năm 2018, anh khi mà anh mua xe thì anh phân vân chiếc xe này với những cái chiếc xe nào khác nữa không? Lúc đó thực ra trên thị trường cùng phân khúc dòng crossover với cả EcoSport thì mình có xem qua hãng Hyundai có mẫu xe Kona và Honda thì có HR-V. Vâng, vậy thì lý do tại sao cuối cùng anh lại quyết định là lấy chiếc EcoSport này? Thực ra thì hãng Ford Mỹ là một hãng xe nó cũng khá là lâu đời rồi. Có thể nói nó là một hãng xe quốc dân của Mỹ. Thì khi mà mình chọn một cái hãng xe quốc dân thì mình cũng mong muốn là nó bền bỉ với mình. Cái thời điểm anh lấy chiếc xe này mà lăn bánh ở thủ đô là chính xác là tổng là bao nhiêu tiền hả anh Hiếu? Lúc đó mình mua của hãng là 625 triệu. Nhưng mà sau khi thuế và biển cùng các phụ kiện đi kèm ở hãng thì lúc đó giá lăn bánh là 740 triệu. Vậy thì sau khoảng hơn một năm sống chung với em nó thì đâu là một cái điểm mà anh cảm thấy thích nhất ở chiếc xe? Như mình đã chọn ngay từ ban đầu ấy, là mình chọn cái phương án bền bỉ. Thì chính cái bền bỉ lại là cái mà mình thích nhất ở chiếc xe này. Nó đã cùng mình đi rất là nhiều tỉnh thành, các tỉnh miền Bắc. Còn đâu là cái điểm mà anh cảm thấy chưa ưng lắm với chiếc xe này? Chưa ưng à? Chưa ưng thì mình nghĩ là cái động cơ xe này nó hơi bị yếu. Hơi yếu so với cả cái khối lượng mà nó đang mang theo. Ở cái giải tốc độ từ 80 cho đến 100 khi mà mình đi cao tốc, thì khi mà vượt các xe khác thì với động cơ 1.5 mình rồi chở full tăng, mình nghĩ là hơi yếu. Những anh em nào mà cũng cùng sử dụng chiếc Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium giống như anh Hiếu thì anh em thấy thế nào? Thì rất mong là sẽ nhận được những cái chia sẻ của anh em ở phần comment. Vậy thì cái mức tiêu thụ xăng của con này thì sao? Khoảng trung bình là anh đổ khoảng bao nhiêu, một lần đổ khoảng bao nhiêu tiền và đi được khoảng bao nhiêu km? Bình xăng của xe này là 50 lít. 50 lít. Thì tương ứng về số tiền mình sẽ đổ là khoảng hơn 1 triệu một tí. Thì nếu mà đi đường trường, đường cao tốc ấy, thì sẽ đi được khoảng 700 cây. 700 cây đường trường. Còn nếu mà đi đường phố thì chỉ được khoảng gần 500 cây hoặc là 500 cây. Về cái mặt thông số thì đây là chiếc xe có khoảng sáng gầm xe cao nhất trong phân khúc nếu mà so với chiếc HR-V hay là chiếc Hyundai Kona. Thậm chí là chiếc xe này còn có khoảng sáng gầm nhỉnh hơn chiếc Hyundai Tucson. Thế nên là cái cảm nhận đầu tiên của tôi khi mà ngồi lên cái khoang xe này, đó là cho tôi một cái tầm nhìn khá là thoáng. Một cái vị trí ngồi mà làm tôi cảm thấy là không bị chìm giống như ngồi Kona hay là ngồi HR-V. Tuy nhiên đánh đổi lại với cái việc khoảng sáng gầm xe nó khá là cao so với cái kích thước tổng thể của cả chiếc xe thì nó cũng làm cho tôi cảm thấy có hơi một đôi chút cái cảm giác chòng chành khi mà chúng ta đi với cái tốc độ vừa phải thôi. Đi nhanh thì lại không cảm thấy chòng chành lắm nhé, nhưng nếu mà đi một cái tốc độ khoảng tầm 60 cây số giờ gì đó thì cái chiếc xe nó cũng có một cái độ chòng chành nhất định, nhưng theo tôi là ở trong một mức chấp nhận được. Và một cái điểm nữa mà có lẽ là hình như những cái xe crossover cỡ B tại Việt Nam hiện tại thì đều có một cái nhược điểm chung, đó là cái lốp, cái phần lốp nó khá là ồn. Nhưng mà nếu soi chiếu sang chiếc HR-V thì tôi thấy là chiếc xe này nó có êm ái hơn, có phần êm ái hơn. Bởi vì đa số là cái tiếng nó từ lốp vọng vào thôi, chứ nó không bị ồn từ cái gầm nó dội lên. HR-V thì nghe tiếng ồn gầm khá rõ. Còn so với Hyundai Kona thì gần tương đương với nhau. Chiếc xe này nếu mà so với cái bản 1.6 turbo của Hyundai Kona thì có vẻ đỡ ồn hơn một đôi chút, bởi vì tôi quan sát là cái lốp nó cũng dày hơn và cái vành thì nó lại nhỏ hơn, vành chỉ 17 inch thôi. Đó là những cái cảm nhận ban đầu của tôi với vị trí là ngồi cạnh người lái. Còn lát nữa khi mà đi trên đường kia tôi sẽ lái thử, và đừng rời mắt khỏi video bởi vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa. We'll be right back.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng tôi đã kết thúc cái buổi đi camping ngày hôm nay ở cái đập Hồ Đồng Quan ở trên Sóc Sơn. Thực sự là một cái buổi đi để thay đổi không khí, cảm giác rất là dễ chịu. Và bây giờ thì tôi sẽ cầm lái chiếc Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium đời 2018 này từ Sóc Sơn quay trở lại Hà Nội. Và trên cái quãng đường quay trở lại này thì tôi sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn những cái đánh giá của tôi về khả năng vận hành của chiếc xe này, cũng như là soi chiếu một chút sang hai cái đối thủ trong cùng phân khúc, đó là Hyundai Kona và chiếc Honda HR-V. Đây, bây giờ thì tôi đang mở cửa và tôi sẽ yên lặng một chút để cho quý vị và các bạn có thể nghe cái tiếng lốp xe khi mà tôi đang đi vào một cái đường bê tông và có những cái chỗ mấp mô cũng như là những cái gờ. Có lẽ là cái phần lốp trên xe này cũng đã khá là cũ rồi. Bởi vì là như tôi nhìn ở trong Okdo này báo là chiếc xe này đã chạy được 7 vạn rồi. Sự là hơn 1 năm với con số 7 vạn cũng là một con số đáng gờm đấy chứ ạ. Anh Hiếu của chúng ta chắc chắn là một người cũng cầm lái rất nhiều và chắc là máu cũng nhiễm khá xăng giống tôi. Tiếp theo tôi muốn nói với quý vị và các bạn về hệ thống treo. Cá nhân tôi đánh giá khá cao cái hệ thống treo trên chiếc Ford EcoSport này, bởi vì nó mang lại cho tôi một cảm giác chắc chắn vừa đủ nhưng nó không bị gắt giống như là trên Honda HR-V hay là chiếc Hyundai Kona đó. Như tôi đi qua các cái gờ giảm tốc rồi những cái mố đường thì nó vẫn hơi cứng, nhưng mà cái cách mà nó hấp thụ là nó triệt tiêu xung lực thì nó lại khá là êm ái. Cái việc cái hệ thống treo như vậy thì nó vừa giúp cho chiếc xe chắc chắn, đây là một chiếc xe có khoảng sáng gầm xe khá lớn và chúng ta vẫn có được một cái sự êm ái dễ chịu nhất định khi mà vận hành chiếc xe này. Đặc biệt là đi trên những cung đường mà nó mấp mô, nó xấu một chút và có thể là có một số những cái yếu tố off-road chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ khi mà có cơ hội để đưa chiếc xe này ra với đường trường, tôi đi với tốc độ cao hơn một đôi chút, rồi cũng có những cái pha luồn lách vào cua ở tốc độ cao, thì tôi thấy là chiếc xe bắt đầu bộc lộ những cái điểm yếu của việc là khoảng sáng gầm xe cao và cái kích thước tổng thể thì lại ngắn. Đó là việc chiếc xe này nó có một cái độ tròng trành. Nó mang tới hai yếu tố. Thứ nhất là cảm giác cái xe nó hơi lênh khênh và nó không được ổn định cho lắm, không được có cái độ đầm. Và cái thứ hai nó gây ra cái cảm giác chồng chành đó, nó đến từ cái phần vô lăng này. Đây là một phần vô lăng mà tôi sẽ dùng cái từ đó là nó mơ hồ và nó khá là lỏng lẻo. Không phải nhẹ đâu nhá. Tất nhiên là nó nhẹ, nhưng mà nhẹ theo cái kiểu kiểm soát tốt, theo cái kiểu có cái tương tác tốt với cả cái bánh xe thì khác. Còn chiếc xe này thì nó bị nhẹ theo kiểu khá là lỏng lẻo. Thực sự là tôi cảm thấy không quá tự tin khi mà cầm lái chiếc xe này. Có lẽ một phần nào đó là do chiếc xe này hiện tại thì cũng đã chạy được đến 7 vạn rồi. Và phần lốp thì vẫn là lốp theo xe thôi chứ chưa lốp mới. Nên có thể là cái độ trụ của cái lốp nó không thực sự chuẩn, nên là tôi có cái phần vô lăng này khá lỏng lẻo. Anh em nào cũng có sử dụng EcoSport thì có thể chia sẻ phần comment xem là anh em có chung cái cảm nhận đó với tôi hay không. Rồi cái việc cái cột A làm khá to như thế này, kể cả là đã có chừa ra một cái phần kính để tăng thêm tầm nhìn, rồi cái gương được đặt thụt sâu về phía sau, nhưng mà thực sự là cái tầm quan sát hai bên này nó không dễ chịu được lắm. Chỉ có một cái cảm giác làm tôi dễ chịu khi mà ngồi chiếc xe này, đó là nó có cái khoảng sáng gầm xe cao, thế là tôi có một vị trí ngồi giống như ngồi ở trên một chiếc SUV hay là một chiếc crossover cỡ C, thì cảm giác nó thoáng ở chỗ đó thôi, chứ còn cái không gian phía trước rồi cái không gian hai bên thì không thực sự thoải mái. Và anh Hiếu ơi, cái gương này khi mà anh dán cái gương cầu lồi vào ấy thì nó che đúng cái tầm quan sát vào cái hông xe của tôi luôn. Thì thực sự là tôi không biết là cái gương này nó có cái công năng đến đâu, nhưng mà rõ ràng là với cái trải nghiệm của tôi ngày hôm nay thì là nó làm cho tôi bị mất tầm nhìn. Đó, thì anh em nào cũng có sử dụng như này không thì theo anh em thì cái gương này nó có tác dụng gì, và anh em dán ở cái vị trí nào thì cảm thấy là nó vẫn đảm bảo được cái tầm nhìn của cái gương chính thì lại comment cho tôi biết nhá. Rồi và bây giờ thì sẽ hẹn anh em một ít phút nữa khi mà tôi ra đến một cái đường rộng rãi thực sự, tôi trải nghiệm những cái tốc độ cao hơn một đôi chút để có thể đánh giá với anh em về cái đơn động cơ 1.5 hút khí tự nhiên trên chiếc xe bản Titanium đời 2018. Vâng, thưa quý vị và các bạn,
ngay khi lập tức ra đến con đường đẹp, đó là đường từ sân bay Nội Bài xuôi về cầu Nhật Tân, thì chiếc xe này thực sự mang tới cho tôi một cái sự tĩnh lặng đáng bất ngờ. Tôi thấy là nó có cái không khí của một chiếc xe đắt tiền đấy ạ, khi mà nó không bị cái tiếng ồn từ lốp. Quả thật là cái cách âm với môi trường bên ngoài của Ford EcoSport tôi đánh giá là tốt nhất so với Honda HR-V hay là Hyundai Kona. Còn về động cơ thì đây là chiếc xe sở hữu động cơ 1.5 hút khí tự nhiên thôi, cho ra công suất thì nó cũng kém hơn một chút ít so với cái bản 1.0 EcoBoost là bản cao nhất thôi. Động cơ này thì có lẽ là dùng từ là đủ dùng anh hiểu ạ, đủ dùng chứ còn để nói là đúng như anh nói thôi, như lúc đầu anh có chia sẻ là anh thấy chiếc xe này hơi yếu, thì đúng là nếu mà anh chở full tải và anh đi ra đường mà anh cũng có muốn vượt xe một đôi chút ấy, có những cái pha vượt xe nó hơi gắt ấy, thì cái động cơ này em nghĩ là hơi yếu thôi. Thì các kho định danh cái xe này nó là chuyên gia đường phố. Đúng rồi. Đúng là Ford khi mà quảng cáo cho EcoSport thì có gọi đây là chuyên gia đường phố. Ở cái giải tốc từ 60 lên khoảng 80 cây số giờ thì bắt đầu nó thể hiện đuối rồi, động cơ nó gầm khá to. Cái động cơ hút khí tự nhiên hầm gầm khá to và chúng ta cần phải dí sâu chân ga và đợi một chút để chiếc xe có thể vút đi theo cái sở thích của chúng ta, theo cái ý muốn của chúng ta khi mà chúng ta đạp ga. Đó, như quý vị có thể thấy, từ 80 lên 90 là tôi cần phải mất vài giây để động cơ nó gầm lên và nó đủ sức nó đẩy chiếc xe này đi. Đây là một thực sự là một động cơ nó không phải là quá mạnh, nó chỉ đủ dùng thôi. Soi chiếu sang về mặt thông số, nếu mà so với chiếc Hyundai Kona hay là Honda HR-V thì cái mã lực, các cái thông số về mã lực của EcoSport thì sẽ thấp hơn một chút. Còn một điểm nữa tôi nghĩ là cũng đáng được chia sẻ trong video ngày hôm nay, đó là cái hệ thống sinh ba ở trên chiếc EcoSport này, thì theo tôi là một cái hệ thống khá là nhanh nhạy và kết nối tốt liên tục. Và tôi thấy là từ sáng đến giờ khi mà đi cùng anh Hiếu thì mọi cái thao tác anh Hiếu thực hiện đều rất là trơn tru mượt mà, rồi cái cách nó kết nối với điện thoại nó cũng khá là đơn giản và nó hiển thị tốt được các cái chức năng. Cảm ơn anh Hiếu ngày hôm nay đã đi cùng anh em mê xe, cho anh em mê xe trải nghiệm chiếc Ford EcoSport của anh, cũng như là có những cái chia sẻ hết sức thiết thực về chiếc xe này, về chiếc xe của anh, về cái hành trình mà anh gắn bó với em đó. Còn quý vị và các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay, nghĩ sao về chiếc Ford EcoSport này thì hãy chia sẻ phần comment cho tôi biết nhé. Và quý vị có muốn những cái video kiểu như thế này nữa không thì cũng hãy cho tôi biết. Nếu thấy hay thì đừng quên chia sẻ video cũng như là bấm nút đăng ký để ủng hộ những video tiếp theo trên kênh Mê Xe. Còn bây giờ thì tôi, Mạnh Linh và anh Hiếu xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.